你愿意嫁给一个只有初中学历的男人吗？我不愿意。为什么？因为三观不同吧，就是聊天也聊不到一块儿。我是大学毕业的嘛，然后就是你要跟一个初中就毕业的人在一块儿的话，就像28楼跟2楼一样，你站在28楼往下看，看到的全是风景；但你站在2楼往下看的话，就全部都是垃圾。就只能这么说，因为物以类聚，人以群分。就你什么样的人，接触的就是什么样的圈子，这个是一定的。你愿意娶一个初中学历的女孩子吗？我愿意啊。为什么？人品比学历重要，我负责赚钱养家，他负责报名融报就可以了。会和初中学历的异性结婚吗？这个可以啊，这个无所谓啊。会不会？为什么？因为现在社会就学历就是最好的呀。那你觉得你大概能接受什么样的学历？最低，大学。为什么？我都安慰不起啊。他最起码得上个大学。不会，为什么？因为我的学历就比较高，我不会和比我低学历的人谈恋爱。那得看是一个什么样的人。首先的话，他要人品好，人要端正。其实我觉得学历它就是很有用，但是它不能代表一切啊。如果说人很好的话，我还是可以接受的，因为自己本身学历也不是很高。明明饿在这咖啡上发呆的空，吹吹光黑洞，少太孤单和落冷。Năm điều không nên làm khi yêu một người. Thứ nhất, đừng cố gắng sửa chữa họ và hãy lắng nghe họ, giúp họ giải tỏa những cái dồn nén, những cái bế tắc bên trong. Và quá trình này cũng giúp các bạn từng bước hiểu hơn những điều mà người yêu của mình đã thực sự trải qua. Và nhớ, trong tình yêu, hiểu là thương đó. Thứ hai, đừng bao giờ bảo họ: gì vậy em, sao em cứ làm quá, sao anh cứ làm quá, cứ thổi phồng chuyện nó lên vậy, có cái gì đâu. Chúng ta có thể dùng logic của mình để đánh giá cái điều mà họ đang trải qua, nhưng thẳng thắn, chúng ta chưa bao giờ thực sự trải qua điều đó hết. Thậm chí có khi chúng ta cũng đã tự mình trải qua việc đó rồi, nhưng sự tổn thương mà những cái việc đó gây ra cho mỗi người cũng hoàn toàn khác nhau. Vì vậy đừng bao giờ nghĩ là mình thấy dễ đối với mình nghĩa là nó cũng dễ đối với người yêu của mình. Sai lắm đó nghe. Thứ ba, đừng ép người khác phải chữa lành nhanh hơn theo mong muốn của các bạn. Bạn càng áp lực họ về mặt thời gian thì vô hình chung bạn chỉ đang tạo ra thêm một loại áp lực tâm lý khác cho họ mà thôi. Thứ tư, khi họ đang trải qua một giai đoạn tồi tệ ở bên cạnh bạn, đừng vội nghĩ là bạn chính là nguyên nhân. Họ sẽ ném cái sự giận dữ vô cớ của họ cho bất cứ người nào đang ở cạnh họ, và trong cái lúc đó các bạn đang vô tình ngồi ở đó và dính chưởng, chứ không phải do các bạn đâu nghe. Cho nên trong tình huống đó, cái quan trọng nhất là đừng có rối. Thứ năm, đừng ép mình phải gắn bó với một mối quan hệ này cho đến tận cùng. Dù là các bạn có thương người ta đến chừng nào đi chăng nữa, thì trong cuộc đời của họ, họ vẫn phải là người chịu trách nhiệm cho sự bình an, cho sự hạnh phúc và sự chữa lành của chính họ. Và sự chữa lành của chính họ. Nếu một người đàn ông biết rằng em đang giận, em đang khóc, em đang buồn, thậm chí đến mức mà đêm không ngủ được, nhưng anh ta cũng không hề có ý định an ủi em, thậm chí còn cho rằng em thật là vô lý, sang ngày hôm sau thì anh ta vẫn nói chuyện với em một cách bình thường, coi như không có chuyện gì xảy ra. Một người đàn ông như vậy thì có nghĩa là anh ta chỉ muốn bên cạnh em những lúc vui vẻ, tận hưởng những điều tốt đẹp ở em, nhưng lại không chấp nhận những lúc em có tâm trạng không tốt. Nếu như người đàn ông bên cạnh em đang như vậy, thì em hãy suy nghĩ kỹ về mối quan hệ của hai người. Liệu em có muốn ở bên cạnh một người như vậy lâu dài hay không? Và có chắc là anh ta sẽ muốn ở bên cạnh em lâu dài hay không? Tôi đến thế giới này không phải để kết hôn sinh con, phát triển hậu đại, mà là để xem thế giới này hoa 怎么开，水怎么流，太阳如何升起，夕阳如何落下。Số người hiện đã ở độ tuổi 30 hoặc 40 nhưng vẫn chưa phát hiện ra sự thật. Không có người ngoài nào trên thế giới này sẽ dạy bạn cách kiếm tiền. Thậm chí đừng tin rằng người khác dạy bạn cách làm giàu. Nếu ai đó sẵn sàng đưa bạn đi kiếm tiền là do bạn có kỹ năng và chuyên môn, có thể sử dụng cho người khác và có thể kiếm tiền cho người khác. Hoặc là người khác đã tạo ra một giấc mơ khiến bạn đắm chìm trong đó. Bạn muốn kiếm tiền với anh ta muốn kiếm tiền vốn của bạn. Hãy nhớ rằng mọi thứ trên thế giới đều vì lợi.
bạn không có kỹ năng gì đặc biệt, hãy xem ai sẽ hứa với bạn, trừ khi bố mẹ ruột của bạn. Nếu nhà đông con, thì bố mẹ cũng sẽ phải chọn ai là người năng nổ và yêu thích nhất, nói chi người ngoài. Hãy mở rộng tầm mắt và bình tĩnh suy nghĩ chính là trưởng thành. Nhìn nhận bản thân và đừng có những giấc mơ đẹp.